Cô chú anh chị, Cây này cũng lùng lực luôn nha cô chú ha. À, ba thân tam tài luôn hả? Phước lộc thọ nha cô chú anh chị. Cái dàn xương chi cành này khỏi chơi luôn cô chú anh chị. Nốt nụ thì lên mỏi nách lá luôn ha. Mới 5 tháng mà nốt nụ vậy là ngon rồi cô chú anh chị ha. Cây này mình nhận cây gì thấy nốt nụ mình thấy mê lắm đó cô chú anh chị. Mấy gốc tiêu quý này lâu năm lắm nó mới được như vậy nha cô chú anh chị, nó bự mấy hoành lớn nè, cả 40-50 năm không á. Bởi vì cây tiêu quý bây giờ nó đang hút, nó đang có giá ha. Bây giờ như một cây tiêu quý này cả đời người mới trồng được cô chú anh chị, có cây năm mấy 60 năm. Cái này là một cốt lên 3 thân nha quý cô chú anh chị. Tam tài. Rồi, em xin số lo luôn anh ha. Đấy là cụm rễ là bự bự không rồi nha cô chú. Này hoành hơi lớn nè. Hoành ngay vị trí này em đo 66 ha. Dạ. Cái này đo chỉ có được một chỗ thôi, không có chỗ thứ hai cô chú anh chị. Nếu mà lên trên nó bự nữa. Này đang trồng chậu chính ha. Này cao 1,5 m nha cô chú anh chị. Tán rộng ngay này 1,6 m ha. Cây bonsai đại nha cô chú anh chị. Rất là lực cây ha. Cây này đế, dàn đế nó bài dữ lắm cô chú anh chị ha. Cái chậu chính ép nó muốn không lọt. Thân này thân nào cũng mập hết cho chú anh chị, mình lớn luôn ha. Dạ, em xin giá luôn anh ha. Mã số 9 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 35 triệu ha. Dạ. Tứ quý mà còn tam tài nữa nha cô chú anh chị. Cây này là vô phong thủy luôn rồi ha. Ghép siêu bông mình lại là hết sảy luôn rồi cô chú.